Rồi, hello, chào các bạn nha. Lâu rồi. Hôm nay cập nhật cái clip hồ cá nhà mình tiếp. Cái hồ cá con các bạn thấy không? Cá rất là nhiều. Vừa rồi là đợt mưa lớn mấy ngày liên tiếp, cho nên là mấy con thì có mấy con, nó ra đi, còn lại cũng nhiều đó, không có ít đâu. Nhưng mà cái này cũng gần 3 tuần rồi các bạn. Cho nó ăn cám không? Chắc là đi mua bo bo cho nó ăn quá. Các bạn thấy không? Không nhiều lắm. Phải cho mấy cái lá ổi này vô để cho nó trong nước các bạn. Chứ cám nó làm đục nước hết. Thì vừa rồi mưa có đậy lại nè, đậy lại cái nắp này nè. Đậy lại nhưng mà nước mưa nó vẫn vô các bạn. Nó đầy luôn cái thùng này. Do đó mà cá nó chết. Cá con mà các bạn, nó không bằng cá lớn được. Thì chắc là đi mua bo bo cho nó ăn các bạn ơi, cho nó phát triển nữa. Chứ sau 3 tuần còn cá nhỏ xíu, ăn cám không. Thấy không? Rồi cập nhật hộ cá bố mẹ các bạn ơi. Giờ còn có 3 con rồi các bạn. Giờ hồ cá của mình còn có 3 con. Hôm bữa nước mưa nó vô cái hồ này, nó làm được nước hết. Cho nên mình đổ, mình thay nước mới rồi. Bây giờ thì mới thay được con này. Phải để thêm 2 ngày nữa mới bỏ cá vô đây được. Sợ nó chết. Đó. Cho nên là vớt ra cái xô này. Cái xô này thì để lâu rồi, để 5-7 ngày rồi. Cho nên là vớt qua đây. Chứ không thôi để ở đây nước mưa nó tràn vô cái hồ này đó, nó chết cá. Đó, bây giờ còn có 3 con à. 3 con, 2 con trống, 1 con trống bố lớn, con trống bố nhỏ và 1 con mái thôi. 3 con mái nó đã đi rồi. Nó đi cách đây cũng mấy tuần rồi. Các bạn, có mấy con lăng quăng mà nó không ăn các bạn. Không mua bò bò cho nó ăn quá. Cám nó ăn ít lắm. Rồi. Nhập dạy cho các bạn xem. Chào các bạn nha.